Hôm nay bên em lại cập bến cho quý anh chị nhà mình một mẫu đến từ thương hiệu của Nhật Bản quý anh chị nhé. Một mẫu lồi đồng cối đá phá không hỏng quý anh chị nhé. Một mẫu mang tên là Toyota Fortuner. Ở trước này thì trước kia mua mới cũng khá là nhiều tiền. Đấy, và cao to dài rộng. Đấy, dáng đẹp quý anh chị nhé, dáng đẹp. Đấy, mua mới thì cả tiền tỷ, nhưng mà bây giờ thì chỉ bằng một chiếc Morning. Giá tiền chỉ bằng chiếc Morning. Quý cô bác chị nhà mình đã sở hữu được một chiếc 7 chỗ cao to dài rộng. Đấy, và lại đi lại lành bền với chị nhé. Dòng này thì xăng không được tiết kiệm cho lắm, nhưng mà tất cả những chi phí bảo trì bảo dưỡng các dòng dòng này thì lại cực kỳ ít quý anh chị nhé, thậm chí bằng không luôn. Cho nên là có thể là mẫu này hơi tốn xăng so với những cái mẫu khác của Toyota, nhưng mà chi phí bảo trì bảo dưỡng của dòng Toyota này thì phải nói là cực kỳ ít nhé, thậm chí bằng không luôn thôi nhá. Cho nên là các bác đi dòng này thì là yên tâm, yên tâm về những cái chi phí bảo trì bảo dưỡng cho quý anh chị mình thôi nhá. Form dáng cao to dài rộng như này này. Đấy. Xe được trang bị 4 vành na dòng đúc à, cực kỳ khỏe khoắn đúng không ạ? ABS 4 bánh chống ngó cứng hoàn toàn quý chị nhé. Đấy, form dáng cao to dài rộng. Đấy, chiếc này đi thì cực kỳ sướng quý chị nhé. Đấy. Dung tích xi lanh chiếc này thì 2.7 nên xăng ăn cũng hơi nhiều so với những cái dòng khác của Toyota nhé quý chị nhé. Đây. Đấy, phần đầu xe như quý chị đã thấy đây. Đấy, một cái logo to bản, và chiếc này được trang bị cặp đèn pha là đèn bi rồi quý chị nhé. Đấy, cặp đèn bi kết hợp đèn halogen siêu sáng quý chị nhé. Đấy, Fortuner này thì có mấy màu khá là đặc trưng. Đấy, trong đó có màu đen là màu đẹp nhất của Fortuner rồi quý chị nhé. Màu đẹp nhất của Fortuner rồi. Đấy, quay chậm chậm để quý bác chị có thể nhìn cái form dáng của chiếc xe này. Đấy, 4 lốp dày quý chị nhá. Đây, cặp đèn pha hai bên như quý chị đã thấy cực kỳ trong đúng không ạ, cực kỳ trong, cực kỳ mới luôn. Đấy, và lốp lắp còn khá dày dặn quý chị nhé. Vành không một vết xước này, vành không một vết xước quý chị nhé. Đấy, sơn xi thì cực kỳ đẹp cho quý chị mình đây. Đấy, sơn xi như quý chị đã thấy đây, phải nói là siêu chất siêu đẹp cho mẫu Fortuner vừa cập nhật về quý chị nhé. Mua mới thì cực kỳ nhiều tiền, nhưng bây giờ thì giá chỉ bằng chiếc Morning. Quý cô anh chị nhà mình đã sở hữu được một chiếc 7 chỗ cao to dài rộng đến từ Nhật Bản rồi quý chị nhé. Đấy, gầm thì cực kỳ đẹp. Đấy, gầm cực kỳ đẹp quý chị nhé. Đấy, mẫu này thì bác cái chi phí bảo trì bảo dưỡng thì gần như bằng không nha quý chị nhé. Đây, sơ qua cái phần nội thất bên trong để quý anh chị nhà mình có thể tham khảo nhé quý chị nhé. Đây, phần táp lô táp bi này cũng khá đơn giản, dòng Toyota này thì cũng khá là đơn giản thôi quý chị nhé. Trần nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, táp bi táp lô đẹp này. Đấy, xe được lên màn hình Android rồi. Đấy, tất cả phần nhựa táp lô là còn cực kỳ đẹp đúng không ạ? Vô lăng đẹp này. Cái vô lăng củ số đẹp quý anh chị nhé. Đấy, chiếc này được lên màn hình Android rồi. Đấy, màn hình Android và cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho quý chị nhà mình các bác nhá. Đấy, chiếc này thì các bác mua về là sẵn sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, xe được trang bị ghế điện này, ghế chỉnh điện nhá quý chị nhá, hai cầu. Đấy, hai cầu, cầu chỉnh ở đây các bác nhá. Đấy, đặc biệt chiếc này là hai cầu, các bác đi thì cực kỳ khỏe khoắn này, tắp ly tắp lô đẹp này, tắp ly đẹp quý chị nhá. Đấy, keo chỉ máy số nguyên zin hết cho quý chị nhà mình luôn nhá. Đấy, cửa đóng cực kỳ chắc chắn cho quý chị nhà mình luôn nhá. Cửa đóng cực kỳ chắc chắn luôn. Đây. Đấy, tổng thành nội thất như quý chị đã thấy đây. Phải nói cực kỳ đẹp, cực kỳ chất cho quý chị nhà mình coi nhá. Đây. Đấy, ghế da đẹp. Ghế da cực kỳ căng mỏng nhá quý chị nhá. Đấy, ghế da vẫn còn nguyên bản từ đầu vào, cực kỳ đẹp cho quý chị nhà mình luôn nhá. Đấy, máy số nguyên zin. Đấy, mọi thứ zin test hết cho quý chị thì mình coi nhá. Đấy, xe các bác mua dòng Toyota này thì em bảo hành máy cho các bác 3 tháng nhá các bác nhá. Đấy, bảo hành máy số cho quý chị thì mình 3 tháng. Những cái dòng Toyota này
bảo hành thoải mái cho các bác, nhưng mà cũng phải có giới hạn thôi các nhá, giới hạn thôi. Những như những chiếc xe mới đấy, hãng có thể bảo hành cho bác vài năm, nhưng mà không, hãng nó chỉ bảo hành cho bác tầm độ 2 năm đến 2 năm rưỡi là cùng thôi các bác nhá. Đấy, cho nên là dòng xe cũ là em bảo hành cho bác tháng là cũng khá là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, một chiếc các bác nào có nhu cầu một chiếc 7 chỗ lồi đồng cối đá, gầm cao, máy thoáng 7 chỗ thì các bác nhanh tay liên hệ cho em các bác nhá. Dòng này thì chi phí bảo dưỡng bảo trì thì cực kỳ thấp, thậm chí bằng không, nên các bác lưu ý cho em nhé. Nên là có thể tốn hơn, tốn xăng so với những dòng khác một chút, nhưng mà đổi lại cái chi phí bảo trì bảo dưỡng lại bằng không thì các bác vẫn được lời nhé các bác nhá. Nên các bác cứ tham khảo và lựa chọn cho em nhé các bác nhá.